Hello, xin chào chị các bạn. Mấy ngày nay không quay clip cho anh chị xem. Hôm nay em quay Nokia 5310 đi. Đây. Mở tủ ra. 5310 em có hai cây, nhưng em lấy 1 cây quay thôi. Đây. Kéo lại. Đây gì? Nè. Nokia 5310. Máy mới 100%, chưa sử dụng nha. Đây. Đó. Nè. Nó ghi dòng chữ tim nè, thấy chưa? Là 5310 full box máy mới tim. Đó, thông tin tìm họ cái hộp nè. Đó. Hộp rất là đẹp nha anh chị. Bên hông này có đầy đủ thông tin nha. Rồi bây giờ khui ra nè. Đó, mở ra. Đó, bên trong hộp. Hộp này thì nó không có kèm theo cái loa nha anh chị. Đó. Bên trong á là cái tai nghe mới nè. Bây giờ quay cận cảnh từng ly một tí cho anh xem nè. Cái giắc nối tai nghe mới nè anh chị, thấy không? Đó. Mới tinh. Thấy chưa? Rồi bỏ bao riêng ra bên đi. Cái tai nghe nè. Đó. Thấy cái tai nghe xịn nó đâu, đẹp không? Chữ Nokia nè. Đó, mút nè. Đó. Bên trong cục pin 4CT new. Đó, chứ là nhìn pin zin nè, đã không? Đó, nhìn cận cảnh cục pin nè. Tên nè. Rồi. Cái máy nằm ở đây nha. Em mở tiếp theo từ từ ly tí cho anh chị xem. Như đây sách hướng dẫn. Đó, đĩa driver. Nè. Đĩa chất lượng rồi, thấy không? Bây giờ em có xài nhưng mà nó trong hộp nó đồ chuẩn như vậy đó. Cáp USB nè. Đó. Cục sạc chui nhỏ nè. Bây giờ thấy cục sạc nè. Còn lớp bụi nè, đó. Thấy không? Rồi. Và cuối cùng cái máy. Quan trọng là cái máy. Đó, em để qua bên nha, lát gấp. Đây. Bây giờ nè, anh chị coi nè. Ở đâu mà kiếm mấy cái hàng vỏ lô mà có chữ tim này, đúng không? Đúng cái nhà mạng đó luôn. Anh nào không biết tim là cái gì, lên Google bấm nhà mạng tim là nó ra nhà mạng đó. Nè, vậy thấy không? Nè, đúng chuẩn rồi, đúng không? Đó. Vỏ nè. Trước sau nè. Khích 100% nè. Đó. Đó, giờ mở thử luôn. Kéo về. Bên trong nè. Đó, anh chị nào đang xài vỏ lô á, mấy hàng rẻ thì coi thử coi nó giống không nha. Bên này nó cho hệ nhớ sẵn nè. Đó, mở coi bao nhiêu ghi. Đó, hệ 2GB kèm theo. Đó, bây giờ bỏ sim vô. Không có tiêu sim rồi. Nè, bỏ sim vô. Cục pin sạc pin sẵn rồi. Đó. Bây giờ kiếm máy new cỡ vậy khó lắm anh chị ơi, thiệt. Vậy kiếm mạng thử đi. Đó. Coi logo nhà mạng tim nè. Chuồng rất lớn, đó lên logo nè. Đó, thấy chưa? Xuất sắc. Nhìn là biết đồ xịn nè. Chưa chỉnh qua tiếng Anh luôn nè. Không? Con này nghe nhạc khỏi chơi nè. Đó, cái thêm nó là quắc rồi, thấy không? Đó. Kiểm tra đời máy nè. Đó, 7 tháng 11, 2008 nè. À. Giờ tiếng tùm lum la chỉnh qua tiếng Việt coi. Đó. Anh chị thấy không? Bây giờ là cái máy là nó là tiếng Anh chứ quên. Con này là nè, tiếng Anh. Anh nào muốn tiếng Việt em chạy Việt, còn anh đã xài biết xài thì để nguyên hộp này xài luôn. Còn anh nào muốn mua tặng biếu gì đó là chơi con này là khỏi chơi, 100%. Hàng new mà vỏ mà cỡ này có logo nhà mạng đúng chuẩn hợp là không dễ kiếm anh chị. Đó. Tai nghe mà cỡ này chưa xài nè. Thấy không? Bây giờ em bỏ vô lại. Anh nào ở xa mua thì cứ liên hệ em. Chức năng con này thì đơn giản rồi. Khỏi cần test nhiều cho anh chị xem, phải không? Cái gì?
bụp là xài thôi. Riêng em bán mấy niêu là niêu, lô là lô, khỏi lo. Đó, bây giờ cất lại hộp lại không? Nè, quay lại camera, quay lại gần cận cảnh nè, đó. Đó, bây giờ quay lại con máy niêu nè, thấy không? Vỏ nè, đó, đường nét nè. Đó, thấy chưa? Tai nghe nè, USB nè, nút nguồn nè. Chân sạc nè. Đó, thấy không? Giờ tắt nguồn, mở nguồn nè. Đó, lên logo thấy không? Đó, đúng chuẩn luôn. Đó, giờ bỏ cái hộp vô nè. Những cái bao kèm theo nè, đó, bỏ pin lại, gửi cho khách thôi. Anh nào mua alo cho em. Rồi, ok anh chị. Chúc anh chị vui vẻ nha.